Trước ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng gia tăng, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 vùng đỏ trên địa bàn thành phố này. Đặc biệt sẽ tái lập các chốt kiểm soát người và xe ra vào tại các cửa ngõ. Thống kê cho thấy chỉ riêng trong ngày 6 tháng 11, Bình Thuận có 205 ca mắc mới COVID-19, nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy, theo kế hoạch, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai ngày 8 tháng 11, tất cả hoạt động kinh tế xã hội trên quy mô toàn thành phố Phan Thiết áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4. Công an và quân sự thành phố sẽ phối hợp với các phường, xã rà soát, củng cố tăng cường các chốt kiểm soát hợp lý tại vùng đỏ, vùng cam nhằm đảm bảo linh hoạt theo tình hình thực tế ở địa phương. Tại các vùng đỏ, người dân không được ra vào trừ các trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, từ ngày mai, địa phương sẽ tái lập chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố Phan Thiết, nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh để dần hồi phục du lịch. Nhà hàng phát hiện 3 F0, Hà Nội thông báo khẩn tìm người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người từng đến một nhà hàng tại quận Bắc Từ Liêm. CDC Hà Nội vừa thông báo khẩn tìm người từng đến nhà hàng Chèm Quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, từ 11 giờ ngày 1 tháng 11 đến 17 giờ ngày 5 tháng 11. Liên quan đến nhà hàng, hiện có 3 người được xác định là F0. Người đến các địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm 0243 838 5137, 0383 340 868 hoặc CDC Hà Nội 0241 022 nhánh 2, 0969 082 115, 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. CDC Hà Nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 4.917 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.916 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 3.001 ca. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát hiện ổ dịch COVID-19 phức tạp chưa rõ nguồn lây tại một doanh nghiệp có tổng số lao động hơn 8.000 người. Theo đó, trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 11, tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Uy Việt có 2 cơ sở đóng tại huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu. 34 công nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại cơ sở ở huyện Châu Đức. Qua truy vết, tỉnh xác định có 540 ca F1 trên tổng số 3.600 công nhân của công ty Uy Việt đã được đưa đi cách ly tập trung. Hơn 3.000 công nhân còn lại là F2, thực hiện cách ly tại nhà. Tại cơ sở ở khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, hiện phát hiện 26 ca dương tính. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định, đây là ổ dịch phức tạp cần tiến hành truy vết cách ly nghiêm ngặt, không để bùng phát thành ổ dịch lớn, vì đây là công ty có số lượng công nhân rất lớn sinh sống tại nhiều địa phương. Thưa quý vị, vào chiều tối qua, Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10. Trước việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất nhập 37 toa tàu cũ của Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định Bộ không đồng thuận về vấn đề này. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nêu quan điểm, những toa tàu cũ của Nhật Bản được sản xuất từ năm 1979 đến năm 1982, chạy trên đường sắt khổ 1.076mm, trong khi ở Việt Nam hiện vẫn đang chạy tàu trên đường sắt khổ 1.000mm. Khi nhập toa xe cũ này về, sẽ khó cải tạo lại và đăng kiểm lại. Những toa tàu này sản xuất đã khoảng 40 năm, không đáp ứng được các quy định của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải không đồng thuận sẽ lấy ý kiến thêm các bộ ngành và sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ. Cũng tại cuộc họp báo, trước vấn đề bao giờ học sinh có thể đến trường, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã xin ý kiến của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh đánh giá tình hình để tiếp tục dạy học trực tiếp. Dịch ở cấp độ 1-2 thì dạy học trực tiếp cho học sinh. Tuy nhiên, lại phụ thuộc tình hình mỗi địa phương và trách nhiệm của các địa phương. Hiện nay, còn 24 địa phương đang phải học trực tuyến và dù rất mong muốn học sinh sớm đến trường, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo về dịch. Hai Bộ Y tế và Giáo dục đều thống nhất về sự cần thiết để học sinh đến trường ngay trong tuần tới. Các bộ này sẽ tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để triển khai việc hướng dẫn dạy học trực tiếp an toàn, cũng như hướng dẫn an toàn chống dịch tại các trường học. Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Chính phủ chiều qua, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện chương trình tổng thể phục hồi kinh tế, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền. Theo đó, chương trình phục hồi kinh tế gồm 5 nhóm giải pháp kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn. Thứ nhất, giải pháp về phòng chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội được bình thường. Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác.
Thứ hai, an sinh xã hội nhằm đảm bảo phát triển dài hài hòa giữa kinh tế và xã hội, nhất là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thứ ba, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của COVID-19. Việc này giúp họ có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguồn lực để phát triển trong tương lai. Thứ tư, thúc đẩy đầu tư công. Bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Cuối cùng là nhóm giải pháp về quản lý, điều hành, hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Các giải pháp này, ông Phương nói, được đưa ra trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm quốc tế, rút kinh nghiệm thời kỳ suy thoái kinh tế 2009-2011. Về nguồn lực, Thứ trưởng Phương chia sẻ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cùng các cơ quan thương binh và xã hội, cũng như các bộ ngành khác để xây dựng cân đối nguồn lực hợp lý nhất. Hoạt động trở lại sau một thời gian phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang gặp cảnh ế ẩm khi người dân vẫn ngại đi chợ do tâm lý lo lắng lây lan dịch bệnh. Nhiều tiểu thương đành phải đóng cửa kiosk hoặc tìm nơi khác để kinh doanh. Ngay sau khi chợ Ga Vinh hoạt động trở lại, bà Võ Thị Thân cũng như nhiều tiểu thương khác rất phấn khởi khi quay lại kinh doanh. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, số lượng hàng hóa bán ra chỉ tính trên đầu ngón tay, lời lãi không đủ để chi trả tiền thuê mặt bằng. Mấy tháng nay là dịch bệnh thì không có ai đi chợ mua bán chứ cả. Mà tiền thuê thì họ giảm được mấy tháng rồi thì không nói. Nhưng mà tiền đất thì không hề giảm được đồng nào, mà cả ngày không hề mở hàng một đồng nào hết. Không có một người khách nào, bỏ ốt rất là nhiều vì không buôn bán được, nên xung quanh đây là bỏ ốt hết, không đủ chi phí tiền đất, tiền thuế, đủ các loại tiền. Tại chợ Ga Vinh hiện nay có khoảng 600 hộ, nhưng mà kinh doanh chỉ khoảng 350 hộ thôi. Vì vậy là các hộ nghỉ và bỏ kinh doanh cũng nhiều. Trong cái số nghỉ thì do cái dịch bệnh, chúng tôi đang tạo điều kiện thuận lợi nhằm làm sao đó để thu hút thêm các hộ kinh doanh trong thời gian dịch bệnh, vừa là nhằm đảm bảo phát triển kinh tế, vừa là chống dịch, và cũng tạo mọi điều kiện để có thể là mở thêm các lối, rồi là tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cho bà con tiếp tục là vào kinh doanh nhằm duy trì và phát triển ổn định ở chợ Ga Vinh. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại chợ Vinh, khu chợ lớn nhất Nghệ An, có 3.200 kiosk kinh doanh, thì hiện nay chợ Vinh chỉ khoảng 50% hoạt động cầm chừng. Hiện nay là cái lượng khách đến chợ là giảm hẳn, là khoảng chỉ được 30-40% so với trước đây. Bên cạnh đó là họ thực hiện việc mua bán có thể là qua mạng với qua shipper vận chuyển, và cho nên là đến trực tiếp để mua bán tại chợ là giảm hẳn, rất khó khăn trong cái việc kinh doanh đối với bà con hiện nay. Tâm lý lo lắng cùng với nhiều quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 khiến người dân ngại đến chợ truyền thống. Điều này đang khiến tiểu thương ở các khu chợ này lâm vào cảnh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Thành phố thời gian tới sẽ đề nghị, một là xem xét cái miễn giảm các cái về thuế phí cho các hộ kinh doanh đã và đang nghỉ, và đặc biệt là thời gian quay lại kinh doanh cũng đang gặp khó khăn hiện nay. Cái thứ hai là thành phố sẽ tiếp tục là chỉ đạo các phòng hành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các người dân nói chung và các hộ tiểu thương nói riêng theo cái nghị quyết 68 của chính phủ. Những năm trước, đây là thời điểm chợ truyền thống hoạt động tấp nập, phục vụ hàng hóa cho những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán. Thế nhưng với tình cảnh hiện nay, nhiều tiểu thương đã bỏ chợ truyền thống ra buôn bán vỉa hè, và tất nhiên nguy cơ lây lan dịch sẽ rất cao. Báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội cho biết, ngày hôm qua ngày 6 tháng 11, ngày đầu tiên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được đưa vào hoạt động khai thác thương mại, đã có gần 25.700 hành khách đi tàu, đa số là những người dân lên tàu để trải nghiệm. Trong ngày đầu tiên khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã có 109 lượt tàu phục vụ hành khách, tỷ trọng hành khách vào ga được phân bổ, ga Cát Linh 30,1%, ga Yên Nghĩa 20,2% và 10 ga giữa 49,7%. Đây được xem là kết quả khả quan với đa số hành khách hài lòng với quy trình, thủ tục đi tàu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội sẽ tiếp tục miễn phí cho người dân trong 15 ngày đầu. Sau 6 tháng kết thúc hoạt động giai đoạn 1, các đơn vị liên quan và thành phố Hà Nội sẽ có đánh giá tổng quan về tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này, nhằm bổ sung điều chỉnh lại quy trình với mục tiêu thuận lợi an toàn nhất cho hành khách.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nhưng giá nguyên liệu trên thế giới như là xăng dầu, than, giá vận chuyển cũng tăng rất cao, ảnh hưởng tới giá thành, chi phí sản xuất tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân và lợi thế cạnh tranh về giá và các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước. Chính những điều này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số CPI và lạm phát. Giải thích vì sao giá xăng tăng mạnh chiều ngày hôm qua, đại diện Bộ Công Thương cho rằng nguyên nhân là bởi từ đầu năm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng 59-76%. Tuy nhiên, do Việt Nam sử dụng quỹ bình ổn nên giá xăng dầu trong nước từ đầu năm tới nay chỉ 40-52%. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức tăng rất cao, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và người dân. Để xử lý vấn đề này, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ có biện pháp kiểm soát lạm phát, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, kể cả lạm phát các nước để có sự tham khảo kịp thời để đưa ra chính sách phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát, đảm bảo sự ảnh hưởng nhỏ nhất tới đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước thực tế nhiều doanh nghiệp người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19 nên không thể trả nợ đúng hạn. Và mới đây, Hiệp hội Ngân hàng cũng đề nghị chính phủ cho phép khoanh nợ với các khoản vay bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19 trong từ 1 cho đến 2 năm. Theo đó, cơ chế của chính sách khoanh nợ tương tự Nghị định 155 và Nghị định 116 về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đối với trường hợp thiên tai dịch bệnh. Với cơ chế như vậy, các khoản vay được khoanh nợ sẽ không bị nhảy nhóm. Số tiền lãi ngân hàng không thu được do chính sách khoanh nợ sẽ được ngân sách nhà nước cấp ứng tương ứng từ ngân sách địa phương. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính chủ trì, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ từ một dự phòng ngân sách trung ương. Tránh trường hợp một số địa phương có tâm lý việc xử lý nợ xấu là việc của ngành ngân hàng nên lãnh đạo địa phương chưa quyết liệt, thiếu sự phối hợp đồng bộ. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ sớm tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội, đề nghị xuất trình Quốc hội cho kéo dài, hiệu lực hoặc ban hành xử lý nợ xấu đối với các khoản vay gặp khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thưa quý vị, hiện nhiều mặt hàng nhập khẩu đang có chiều hướng tăng giá chóng mặt. Nguyên nhân được cho là bởi tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng khi nhiều cảng biển liên tục diễn ra cảnh ùn ứ, giao thông quá tải, hàng hóa bị tồn đọng. Tại nhiều cảng biển thời gian qua diễn ra tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng khi thời gian đình trệ của xe vận chuyển tăng từ 17 giờ lên gần 22 giờ và thậm chí nhiều nơi hơn một ngày. Chính việc chậm lưu thông hàng hóa tại các cảng biển đã dẫn tới tình trạng khan hiếm hàng hóa nên đã đẩy giá thành tăng vọt. Vì như giá phân bón tăng gấp gần 1,5 lần đã khiến cho nông dân cắt giảm sản lượng hoặc chuyển sang trồng những loại cây cần ít chất dinh dưỡng hơn. Sản lượng giảm sẽ đẩy giá cây trồng tăng cao, làm trầm trọng hơn nữa tình trạng lạm phát lương thực. Nền kinh tế toàn cầu đang gượng dậy sau quãng thời gian lao đao vì dịch COVID-19, nhưng đang mắc kẹt trong vụ tắc nghẽn chuỗi cung ứng logistics nghiêm trọng nhất trong lịch sử, có khi tới hàng nghìn container đang mắc kẹt ở cảng. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến thời hạn cuối cùng để chủ trương phương tiện làm thủ tục cấp đổi biển trắng sang biển màu vàng theo thông tư 58 của Bộ Công an. Sau ngày 31 tháng 12, nếu phương tiện kinh doanh vận tải không đổi biển sẽ bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt với mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Và hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đang tập trung đẩy nhanh cấp đổi biển số vàng cho người dân. Chỉ mất khoảng chừng 5 đến 10 phút kể từ khi đến trụ sở cơ quan công an làm các thủ tục theo đúng trình tự được hướng dẫn, anh Nguyễn Văn Hồng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã hoàn tất thủ tục đăng ký cấp đổi từ biển xe trắng sang biển màu vàng. Thấy là rất thuận lợi và cũng nhanh, nên là nó cũng gần cuối năm rồi thì em sắp xếp lên đổi thì đỡ bị tránh trường hợp là đến cuối năm nó đông người, mình mất thời gian và tránh được cái hình thức phạt của cơ quan cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông là rất là tạo điều kiện cho người dân để làm thủ tục đổi biển vàng. Trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch thì sau khi hết dịch thì có một cái khoảng thời gian là người ta đến là thủ tục là tương đối vắng. Nhưng hiện nay thì qua các cái phương tiện thông tin truyền thông thì người dân cũng là các doanh nghiệp đổi sang hệ đăng ký kinh doanh và biển vàng người ta đã đến cũng tương. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội, dù chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn cấp đổi theo quy định,
Thế nhưng đến nay, Hà Nội chỉ có khoảng hơn 60.000 trong tổng số hơn 100.000 phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn đã làm thủ tục đổi sang biển số vàng, đạt tỷ lệ 60%. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, không riêng gì Hà Nội mà nhiều địa phương trong cả nước cấp đổi biển số vàng còn rất chậm. Vì vậy, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã đề nghị lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương phải tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kế hoạch hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Rất là mong muốn các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức và các cái cá nhân thì cũng chủ động tích cực trong cái việc phối hợp với cả lực lượng cảnh sát giao thông để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật việc đổi cái biển số nền màu vàng đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Thế và nếu hết cái thời hạn được quy định là 31 tháng 12 năm 2021 thì những cái phương tiện không thực hiện việc đổi biển số theo quy định thì sẽ bị xử lý. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, do thời gian gấp rút nên khối lượng công việc liên quan cấp đổi biển số vàng rất lớn. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương sẽ phải bố trí làm thêm giờ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật để phục vụ cho người dân đến làm thủ tục, cũng như tạo điều kiện để chủ phương tiện đến làm thủ tục thuận tiện nhất và nhanh chóng nhất.